Đại ca, Tụi nó đâu hết rồi? chưa thấy tâm hơi gì hết. Có khi nào tụi bay bị tụi nó lừa không? Chắc không có đâu, nhìn đám tụi này cũng dữ dằn lắm. Đại ca em đau bụng quá đại ca. Mày đi đâu đó? Em đi nha. Đó, mày đâu vậy? Mẹ mày. Mày chạy đi. Đại ca, mày vô khí xuống. Đồ thằng ngay lập tức. Thằng nào dám cài bẫy tao? Thằng nào? Anh Huy, vào trong đi. Anh tính đâu? Anh bỏ hết mọi thứ trong người ra, trừ quần áo, vô đây. Còn cái đồng hồ nữa kìa. Đến tao mà tụi bay không tin nữa à? Anh Huy thông cảm, mấy đại ca khác thì cũng giống như anh. Chào mấy anh. Ê, chú mày cũng tới đây nữa hả? Ông bậy quá hả? Chú Huy đây cũng nằm trong bộ tứ quyệt lực mà, ông quên rồi hả? Phải không chú Huy? Ông bậy rồi. Nhớ thì tao không nhớ hết đâu, nhưng mà tao không thể nào quên được một thằng đã xử thằng Dũng Mụn để chiếm cái ghế của nó là mày. Tôi chỉ nghe lời anh hai, để tôi tới đây. Còn anh muốn nói gì tôi không quan tâm. Phải, cái mày quan tâm bây giờ là tân bốc tiếng cùi cho tốt, đúng không mày? Ê nè, mai mốt là có thêm thằng tám mặt quỷ nữa là tụi mình là bộ ngũ rồi đó. Nhưng mà tao nghĩ là như vậy nè, ví dụ như là quánh bài cào, quánh xì dách hay là lắc bầu cua gì á thì 5 người được, chứ chơi chặt hẻo 4 người à dư tụ kỳ quá ha. Ê, không có được nha mày. Hả? Mày với thằng tám mặt quỷ đánh tay đôi chắc vui lắm ha. Mày kích tao hả? Làm gì nóng vậy, tiền bối? Nè, tụi bay làm gì vậy? Hả? Như đã thông báo, hôm nay là ngày trọng đại của tổ chức, vì ông lão lần đầu tiên xuất hiện. Thôi đừng khách khí, ngồi xuống đi. Tụi bay còn nghi ngại gì nữa, ngồi xuống hết đi. Những lần trước anh em đã diện kiến với ta, có nghe được giọng nói, nhưng mà là cái giọng biến âm. Bây giờ người thật, giọng thật, chắc là lạ lắm phải không? Anh đây thì không nói làm gì, vì anh biết ông lão quá rõ. Nhưng mà các chú, cũng mong các chú thông cảm nha, vì là nguyên tắc của tổ chức ai cũng... Đừng nói dài dòng, ai cũng hiểu. Dạ. Mục đích ta xuất đầu lộ diện hôm nay để gặp các anh là để giải quyết hai chuyện. Một, tám mặt quỷ gia nhập tổ chức. Hai, là cơ cấu lại hoạt động tổ chức
Dạ thưa ông lão. À không, thưa đại ca, trước hết là tụi em vô cùng cảm kích khi đại ca xé rào cho tụi em gặp mặt. Tại ta nghe nói chú hâm dọa nếu như cho tám mặt quỷ gia nhập vào tổ chức thì chú sẽ ly khai, cho nên ta cũng sợ. Dạ thưa anh, em đâu có dám hổn như vậy. Ý em là mọi chuyện do đại ca sắp đặt vậy. Theo ta được biết, trong bốn anh em chúng ta chỉ có cậu Quy, chỉ có cậu Quy là chấp nhận cho tám kết nạp, có đúng vậy không? Dạ đúng à. Tại sao? Sau khi chúng ta tiêu diệt được Tiệp Sèo thì giang hồ Sài Gòn bây giờ chỉ còn có tám ma quỷ mới đủ sức đương đầu với chúng ta. Nhưng giờ có sự giúp sức của anh Tư nên những ô dù của tám ma quỷ đã bị tiêu diệt hết. Thế lực của tám ma quỷ bây giờ cũng đã rất yếu, chỉ hoạt động tại địa phương mà thôi. Nếu như anh muốn thì chỉ cần búng tay một cái cũng có thể tiêu diệt được tám ma quỷ. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta không thể chối cãi, đó là tám ma quỷ được sự kính nể của giang hồ hơn là tổ chức của chúng ta. Lý do? Vì từ trước tới giờ tám ma quỷ đối xử đúng chất giang hồ trượng nghĩa với những anh em bị sa cơ thất thế. Thứ hai, về mặt tâm lý, những nhóm lẻ tẻ khác khi thấy tổ chức của chúng ta ngày càng phát triển mạnh thì rất sợ bị tiêu diệt, cho nên bọn chúng cũng âm thầm đứng về phía tám ma quỷ. Vậy là chúng mày nghĩ là nếu có đụng độ thì tụi nó sẽ ủng hộ tám ma quỷ hả? Đúng vậy. Vì hiện giờ chỉ có tám ma quỷ mới đủ sức đối trọng làm đối thủ của tổ chức tụi mình. Nếu vậy thì chỉ có một cách duy nhất: săn bằng cái ổ của tám ma quỷ, bình định cái giới xã hội đen này. Ê, cậu có nên? Ê xìu sủi, tao nói cái gì mày cũng cản là sao? Mày thập nghĩ bánh xe hả? Mày muốn ăn thua đủ không? Chỉ có mấy thằng võ miền đầu đất như mày, đụng đâu cũng đánh hết. Tao là thằng đầu đất, còn hơn là cái thằng không có chữ như mày. Kệ mẹ tao, một chữ kệ tao. Im cơ. Trước mặt ông lão mà tụi mày dám lớn tiếng như vậy hả? Thôi em xin lỗi đại ca. Mày đó. Xin lỗi. Cậu Huy nói tiếp đi. Dạ. Còn về mặt thứ ba là hiện giờ anh em ai cũng biết bộ công an đang ra chiến dịch đánh tổ chức chúng ta, cho nên nếu tổ chức chúng ta có liều lĩnh làm chuyện gì đó thì rất có thể hậu quả sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Quá hay, chú quả là có cái đầu hơn người, phân tích rất là khoa học. Ý của chú Huy á cũng giống như ta. Dạ. Chú Đạt. Dạ. Ý chú làm sao? Thì em sao cũng được, tùy ý đại ca. Còn chú Hải? Dạ. Nói gì đi chứ, sao em ra vậy? Dạ, em thì thấy Quy nó rất hợp lý, em ủng hộ tám mặt quỷ gia nhập tổ chức. Dạ, ý sếp sao á em đều tuân lệnh. Vậy coi như việc này đã được giải quyết xong. Chuyện ân oán cá nhân của chú và tám mặt quỷ phải được dẹp bỏ, nếu không nội bộ sẽ bị rối ren. Mày nghe chưa Đạt Khung? Hiểu. Tốt. Phải đoàn kết thì chúng ta mới mơ tới ngày làm bá chủ giang hồ. Điều thứ hai là các chú phải cơ cấu lại tổ chức của chúng ta. Qua vụ tám mặt quỷ,
ta nhận ra rằng thị trường bất động sản đang đóng băng. Đó là miếng mồi béo bở để chúng ta chuyển hướng tấn công. Một mặt là để chúng ta rửa tiền, mặt khác là để đầu cơ, đón đầu làn sóng các nhà đầu tư quay trở lại khi kinh tế khởi sắc, đúng không? Ồ, ý đại ca muốn nói là bỏ qua tất cả những mảng truyền thống đó hả? Không phải như vậy. Bài bạc, mại dâm, bảo kê, cho vay nặng lãi là bản chất của bất cứ tập đoàn tội phạm nào trên khắp thế giới. Tổ chức này cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ khác là mình không buôn bán ma túy như tụi nó. Nhưng khi chuyển qua đầu tư bất động sản thì việc hợp pháp hóa với đồng tiền dơ bẩn từ các hình thức kia nó lại dễ dàng hơn. Có đúng không? Đúng vậy. Đến lúc đó, nếu như chúng ta bị công an tập trung đánh quá, có thể tạm thời dẹp bỏ những mảng kia, chỉ tập trung vào bất động sản. Vì ở mảng này chúng ta làm chơi nhưng mà ăn thiệt. Cũng có lý. Được, ta sẽ giao cho cậu Huy lo việc này. Hãy nghiên cứu lập ra một công ty bất động sản để dễ bề hoạt động. Mà ví dụ đầu tiên chính là khu đất vàng của tám mặt quỷ. Dạ, em sẽ cho người dàn mặt công ty trung gian kia giành lại miếng đất, bán lại cho người nước ngoài. Chúng ta bỏ túi ít nhất cũng cả triệu đô đó. Nhờ có anh tác động nên ông lão mới cân nhắc chú đó. Dạ, em biết mà anh. Lịch sử từ cổ chí kim cho thấy con người ta đâm chém nhau chỉ vì hai thứ: quyền lực và tiền bạc. Có tiền thì có quyền, mà có quyền thì càng dễ kiếm tiền. Vì vậy, đây là thời cơ rất lớn cho chú và anh tạo dựng nên lịch sử. Chú hiểu không? Dạ, anh nói rõ hơn đi. Với vị trí mới được giao, tiền nổi tiền chìm của toàn bộ tổ chức do chú kiểm soát. Việc chú đầu tư bao nhiêu, xin lời bao nhiêu, đâu có ai biết được. Chú là dân kinh tế mà. Chỉ cần bù phép một chút cũng đủ để cho anh em mình trữ vốn. Rồi một ngày không xa, khi tài chính đã vững mạnh, thì việc anh em mình cùng nắm tay nhau độc bá giang hồ là hoàn toàn có thể. Ý của anh muốn... Phải. Ông lão làm được thì hà cớ gì mình bó tay. Lão ta chỉ là một lão già hết thời thôi. Khi bức màn huyền thoại bị gỡ xuống thì sự thật trần trụi lộ ra. Ông lão chỉ là một lão già vô dụng. Và anh với chú chính là người có sứ mệnh hạ bức màn đó xuống. Dạ đi ca. Thằng chó Huy, riết rồi không thằng nào coi tao ra cái gì hết. Mới về anh. Sao em thấy anh có vẻ hờ quạo quá vậy?
Riết rồi không có thằng nào coi tao ra cái gì hết á. Bây giờ lại thêm thằng tám mặt quỷ nữa. Cái tình hình này á, tụi nó coi tao như là thằng tà lọt. Vậy bây giờ mình tính sao anh? Tao có kế này, vừa trả thù riêng, vừa làm cho lão già đó ngậm bồ. Mày đúng là giang hồ thứ gì. Sao, cuối cùng thì cũng được gặp mặt mỗi ông lão hả? Phải, nhưng mà chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa. Bây giờ là chuyện thằng Quy được ông giao cho một cục tiền quá ngon để đầu tư vào bất động sản. Cái này chắc tính cùi mớm cho ổng đây. Có thể. Hai thầy trò đã chia nhau vô này quá đã. Thôi kệ, không ảnh hưởng tới mình thì thôi. Ông lèm bèm á, tới tay tính cùi thì chết á. Tôi biết rồi. Hàng này của ai đây? Cái này của tính cùi đưa tôi. Đưa tôi dùng thử. Ông đừng có dốc. Tính cùi chỉ giao vừa đủ cho đám gái chơi để dễ quản lý thôi. Bịch này tôi tìm thấy trong tủ của ông. Khai thiệt đi. Hàng này là hàng mẫu. Ở đâu ông có? Thiệt ra tôi cũng có ý buôn thử thằng này coi sao. Rồi nó làm sao? Tôi thấy nó ăn quá mà. Ông bị điên hả? Có biết là dính vào mấy cái thứ này là tử hình như chơi không? Tôi nói rồi, tôi chỉ nghiên cứu thôi chứ đâu có chắc tôi làm đâu. Nếu ông muốn chết thì ra khỏi cái nhà này, đi luôn đi. Nhưng tôi nói cho ông biết, xéo khỏi cái nhà hàng của tôi, tôi không muốn liên lụy, nghe chưa? Tôi cũng cấm ông biến mãn về nhà. Tôi nói là tôi không có làm mà, la hoài. Tôi ăn ở với ông bao nhiêu năm, tôi đi guốc trong đầu của ông á, ông đừng có hòng mà qua mặt tôi. Mày thôi đi. Mày nghĩ mày là ai mà mày chống đối tao này nọ vậy? Mày nên nhớ, mày dựa hơi tao mày mới có được những ngày hôm nay nghe chưa? Đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Thời thế bây giờ thay đổi rồi. Tôi nói cho ông biết, tôi chỉ cần ho một tiếng, coi như đối với tổ chức ông chẳng là cái thái gì hết. Mày dám qua cầu rút ván hả Diễm? Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Xéo. Mày xéo đi. Ha ha ha.
anh ngồi đây nha, mấy đứa chăm sóc cho anh nha. Chị ra ngoài một chút. Tại sao có thể làm như vậy được? Gì vậy? Hả? Tại sao? Mẹ nó! Tao là đàn ông mà! Sao vậy? Sao mày có thể làm như vậy được? Sao vậy? Có chuyện gì mà người tình của em sao máu vậy hả? Biến đi! Gì vậy? Hôm nay á, em mà anh cũng đuổi em sao? Gì vậy trời? Ê! Tao nói mày biến đi! Để cho tao yên! Cút đi! Mày điên hả thằng điên? Biến! Biến đi! 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 Mày làm gì vậy? Mày khùng hả? Ra ngoài! Mẹ mày! Đúng là tráo trở mà. Mốt đừng có hòng bà chiều chuộng. Có chuyện gì mà bực mình vậy? Thiền cha hãy lé đó. Bữa nay mắc cái quái dở chứng bất tử, nổi quạ với tôi à. Sao? Trong khi mình thấy khứa như vậy, có lòng vô an ủi, đúng là làm ơn mắc quái. Mi có biết là ông bực mình chuyện gì không? Chắc là bị mụ diễm cắm sơ muối chứ gì. Đó, tôi như vậy nè, vậy mà cũng bày đặt chơi bay nữa. Để coi, mới mốt năn nỉ gãy lưỡi á, tôi có cho đụng vô không? Ừ, rồi để coi, không có con này á, có chịu nổi hay không? Nhưng mà có khi nào á thằng chả tính toàn ten bà lại không Ngọc? 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 Tự thôi anh. Xin mời. Đi về đi ông già. Không có tiền mà chơi cái gì. Đi. Tôi là khách quen ở đây mà có lộn không vậy? Ông đã hai lần bị giam giữ, phải nhờ người nhà mang tiền tới chuộc. Nhưng mà luật mới chỉ cho phép một lần. Ông về đi. Không được, tôi rủ ở đây nhiều quá rồi, phải cho tôi gỡ chứ. Luật là luật, xin lỗi quý khách. Tôi cầm sổ đỏ được nhiều tiền lắm, cho tôi chơi đi. Đi, cho tôi chơi đi. Còn điên hả? Sao dám đuổi khách? Hệ thống quản lý mới sẽ phân loại được khách hàng nào có giá trị sử dụng và khách hàng nào thì không. Cái ông vừa rồi á là tại vì đã bị giam hai lần rồi. Mà những đối tượng như vậy thì khô máu rồi, không nên dây dưa nữa. Mình chỉ nên tập trung vào những khách hàng nào tiềm năng thôi. Biết vậy, nhưng mà hắn sẽ chuồn qua sông khác. Không khác gì mình dâng tiền cho đối thủ, biết không? Ông yên tâm đi, trong lúc ông đi tôi đã áp dụng chương trình khuyến mãi, là tặng 20% cho khách hàng nào mua trên 100 triệu một ngày. Ông nhìn vô sông đi, không còn một chỗ trống luôn đó. Cô tăng cái gì mà dữ thần vậy? Khách mà mua trên 100 triệu thì toàn là khách VIP không à. Mình phải thả con tép thì mới câu được con tôm chứ. Mà ông coi đi, cuối cùng thì có khách hàng nào ở trong sòng của mình mà thắng đâu. Tiền mình cũng trả về túi của mình thôi. Dạ, đúng rồi đó anh Sủi. Mấy bữa nay doanh thu ngày nào cũng tăng hết trơn á. Kiểu này là anh phải mở thêm sòng mới thì mới đủ chỗ cho khách đó nha. Dạ đúng đại ca. Làm tốt lắm. Biết vậy thì ban đầu
anh cho em lên cái chức này rồi. Ừ, ông lên trên đó họp kết quả làm sao rồi? Cũng tùm lum hết, nhưng cái mẹ tôi đó, mình cứ an phận ở cái biên giới này được rồi, miễn làm sao tiền vô túi càng nhiều càng tốt. À. Cố gắng đợi đi chị, lần sau thế nào cũng được mà. Mà em công nhận luôn nha, chiêu này của chị hay thiệt á. Những tay có tiền thì mất tiền, ngu ráng chịu. Còn những người dân lao động nghèo thì tránh được cảnh tan cửa nát nhà. Khả năng của mình chỉ biết giúp họ bằng cách này thôi. Bây giờ em đừng có sợ gì hết, mình công khai không sợ thằng nào con nào hết. Có ý kiến gì không giám sát? Đi em. Đêm nay xả láng. Cảm thấy khó chịu rồi đúng không? Tôi nghĩ người cảm thấy khó chịu phải là cô mới đúng chứ. Cái gì tới thì nó phải tới, có nỗ lực ngăn cản cũng vô ích thôi. Nếu như là trước đây thì cô đã lồng lộn lên rồi. Vì hôm nay không phải hôm qua, và thế cờ cũng đã thay đổi rồi. Vậy chắc chắn là cô đã có một âm mưu gì đó rất ghê gớm, đè nén cơn ghê của mình lại, cho nên cô mới dễ dàng để Hải lé cặp bồ như vậy. Anh tới đây kiếm ông Mười để đánh cờ hả? Tôi đi đâu đó là quyền của tôi. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi bây giờ đang là gì. Ngọc á thì đã theo Hải, ông Mười nhiều chuyện thì đã về sớm. Vậy thì hai nạn nhân như chúng ta có nên đồng cảm với nhau một bữa hay không? Tôi không phải Hải Lé, đừng mong lợi dụng điều gì ở tôi. Mày đứng bên lỗ thiên vậy đó hả? Tao cho tao dán. Khoan, cái gì vậy? Có khi nào mình đi lộn nhà không? Bậy bạ. Ý ông nói nhà này bỏ hoang á hả?
Trời ơi, bà Diễm bà nói á, nhà ba mẹ con Ngọc á, sống đầy đủ lắm. Chắc mình đi lộn nhà. Ờ, thôi do vậy nè. Sao? Biết ông bà ta nói sao không? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hồ núi cao. Chính xác. Giờ tao mày hai thằng vô lượng cho chắc ăn ha. Hay. Không có cuộc hy sinh nào vô nghĩa. Ừ. Chỉ có chết mà thôi. Trời ơi, trời ơi. Giờ phút này mà mày còn nói mấy cái từ đó hoài à. Giỡn tí xíu. Có đâu mà sợ. Mày giỡn quá. Đi. Nó chịu vô mình khỏe. Trời ơi. Nó cũng không tha nữa trời ơi. Trời. Bật lửa lên coi công tắc nằm đâu. Ở đây nè. Đó thấy chưa. Bật lên là thấy liền. Công tắc mà không thấy mà thấy. Trời ơi, cái gì vậy? Con ra. Đúng là cái đồ nhét ghen. Có đâu sợ. Mày coi coi cái gì kìa. Coi coi. Mày sao vậy? Tao mệt rồi quá đi. Mày lá tao sợ. Mày lá tao nhát. Mày còn nhát hơn tao nữa. Trời ơi, cái nhà gì mà không có người vậy? Không có ai ở. Còn cái bà đó là ai? Bình tĩnh. Bây giờ vậy, để tao lại tao lục cái tủ coi thử lấy được cái thông tin gì không. Khoan, khoan. Này, trước tiên á, chụp hình cái bà này đi, đem về đưa cho bà Diễm bà coi. Bà biết ai liền hả? Thôi bây giờ mày lại mày chụp đi. Chụp hình lấy thông tin phải không? Ờ, chụp hình lấy thông tin cho. Toàn là hàng xịn không à. Tụi mày cứ yên tâm đi, mình làm ăn lâu dài mà. À, mày mấy ký? Rồi, bạn mày mấy ký nữa? Ờ, anh hai. Ờ, còn đợi chút xíu nha. Dạ. Nói tiếp đi. Ờ, Rồi. Tò mò không phải là điều tốt đâu. Dạ không, em thấy lạ thôi. Anh hai đừng nói là anh chuyển qua đập đá rồi nha. Bậy. Anh đâu có ngu đâm đầu vô mấy thứ này. Nó dẫn cho vui thôi. Số ma túy này anh mua về để cho chú Binh đó. Ý anh đang muốn nói là cái vụ em làm chút thí để cứu anh Tư đó hả? Ừ, bậy. Chút thí đâu mà chút thí. Mình chơi chiêu cũ. Chú đổ thừa cho đàn em, sẽ có thằng hướng đạn giùm chú. Không có tàn chứng thì tụi công an không làm gì được đâu. Chính vì vậy anh Tư có cơ hội trở lại ban chuyên án. Còn chú thì càng được điểm với ông lão để gỡ lại cho vụ con Ngọc vừa rồi. Ủa, nếu như ông lão không tin tưởng em, tại sao ông lão còn giao cho em vụ bất động sản? Chú nghĩ đi, nếu không giao cho chú thì giao cho ai? Cả đám kia toàn là đầu đất chỗ biển không à. Có ai rành tài chính như chú đâu. Nè, nhưng điều đó không có nghĩa là chú được an toàn. Ý của anh hai là khả năng khi em hoàn thành công việc này, ông lão sẽ qua cầu rút ván à? Không những vậy, còn có thể thanh toán cả chú. Hả? Ý của anh hai là khả năng khi em hoàn thành công việc này, ông lão sẽ qua cầu rút ván à? Không những vậy, còn có thể thanh toán cả chú. Hả? Vì chú đã nắm quá rõ bí mật quan trọng nhất của tổ chức. Đó là tiền và cách rửa tiền. Anh nói thiệt chứ? Vì vậy, hãy gia cố vị thế của mình bằng chiến công này. Nè. Dạ. Mày có hỏi kỹ con Út Chót chưa? Hỏi gì tía? Có phải là để hộ khẩu ở trong tủ không? Dạ chắc mà. Phải có sổ hộ khẩu thì chú Hào ổng mới đăng ký tạm trú tạm vắng cho nó được. Vô.
đứa nào trong nhà mà sao đèn sáng trưng vậy ta? Tế tế, có khi nào hai hiện về không tế? Nếu nó về thì nó qua tìm bẫy rồi. Tao nghi bây giờ mày chắc là trộm nó thế. Cẩn thận nghe. Mày khùng hả? Dạ. Mày kiếm gì trong đó? Kiếm vàng. Trời ơi, vàng ai để trong tủ chén ông nội? Ông nói sao á, ngày xưa bà nội tôi giấu vàng trong cái nồi á, đánh lạc hướng mấy thằng trộm. Nhiều lúc á xài chu cụ á sao biết được. Hồi xưa khác, bây giờ khác. Cẩn thận nghe con. Cẩn thận nghe. Cái gì vậy? Cái gì? Một cái vàng hả? Cái gì mà nó cứng cứng mà nó mềm mềm đâu mày? Vàng cái gì? Mày khủng quá. Vàng nó cứng chứ sao nó mềm? Thôi mày bảo quá. Thử ra ông coi biết liền cái gì. Vô sữa thôi. Anh trộm. Anh trộm. Vậy là cái gì? Giang hồ hả mày? Giang hồ mày chết đây. Sao mày né? Hồn nghe chúng ta là hồn. Trời ơi, đem vô đây là giang hồ hả? Giang hồ hả? Trời ơi, hồn đúng. Giờ này tụi bay tới đây làm gì vậy? Hả? Nhìn kìa, nhìn mặt yếu xìu vậy. Tụi em mò vô nhà nó mà có thấy ma nào đâu. Thấy có con bà ngồi trên bàn thờ hả? Người ta tưởng tụi em ăn trộm á. Trời ơi, dí quýnh quá trời luôn. Chạy muốn thục mạng luôn vậy. Tụi em đến chính, tụi em nói tụi em giang hồ. Nó nói giang hồ quýnh luôn. Nó quýnh tụi em á, vô hàng luôn. Tao thì không tin nổi. Nhà nó bình thường cũng rần rần mà. Sao tự nhiên bây giờ vắng tanh là sao? Chị, em nhớ rồi. Em có chụp hình bả nè. Hình bả đó. Bả nào vậy? Nè, chị biết ai không? Em chụp hình trên bàn thờ. Bà này là mẹ của con Ngọc mà. Trời. Lần tao xuống, bả còn đang mổ chân. Tại sao bây giờ lại chết đột ngột vậy? Có khi nào mổ chân này bác sĩ bắt lộn huyết chân kia rồi bà chết không? Mày hay quá. Ây da, giờ này mày còn giỡn nữa. Đúng rồi à. Tao hiểu rồi. Hiểu gì chị Diễm? Hèn gì nó dám mồi chài ông Hải để trả thù tao đó mà. Chị nói con Ngọc hả? Phải. Nó dám gù ông Hải đi qua đêm tới bây giờ chưa về. Trời ơi. Gì à? Vậy sao chị để yên cho nó? Để em nợ nó ăn trận cho. Trời ơi, dạy dỗ nó làm chi? Để nó cho em mần thịt cho. Trời ơi, nó đã lắm. Mần nó sướng hết trò chơi luôn. Sướng cái đầu của mày á. Sướng cái đầu của mày á. Gì quýnh hoài vậy? Giỡn hoài. Chị định xử lý Ngọc sao đây chị? Nó tưởng nó gù được ông Hải là có thể leo lên đầu tao ngồi. Tao sẽ cho nó biết vị trí của ông Hải lé và cả của nó là nằm ở chỗ nào. Mai mốt anh dẫn đi shopping tiếp. Bây giờ là chỉ có dạo đầu thôi. Còn cái điện thoại này á, anh mua là chỉ được gọi cho anh thôi, không được gọi cho ai khác, nghe chưa? Gọi cho ai? Là thằng nào? Là mấy thằng khách của em đó. Thằng nào mà không có xin số em không bao giờ cho, nhớ không? Em biết rồi. Điện thoại anh mua em chỉ để dành lâu lâu gọi về thăm gia đình thôi à. Vậy mới được chứ. Ông Hải dám cả gan đem con nhỏ nào về vậy? Tao thấy con nhỏ này quen quen. Hình như là... Là cái gì mày? Mày mới nói ai con này con nọ vậy? Hả? Dạ. Mày hả tụi mày? Thôi đi anh. Tụi nó không biết thì không có tội. Bỏ qua đi anh ha. Từ bây giờ chị Ngọc
Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, nhớ chưa? Dạ, dạ. Nhưng lỡ như chị Diễm... Ở đây không có con Diễm nào hết. Tụi bay là đàn em của tao hay là đàn em của con Diễm? Dạ, anh là đại ca của em. Tốt. Chào chị Hải cái coi. Chào chị Hải lé. Không có lé, tao mới lé. Dạ, dạ chào chị Hải không có lé. Cái đầu bò của mày. Ở đây chị Hải nào, ở đây. Thì anh Hải kêu tụi em. Mày á, thôi được rồi, cứ kêu tôi giống như mọi ngày đi. Nhưng mà nhớ những gì nãy giờ anh Hải nói nha. Dạ. Mày nghĩ mày là ai hả? Vậy chị nghĩ chị là ai? Tao là chủ của mày, chứ là ai? Từ đây sắp tới không còn như vậy nữa. Mày, mày dám thách thức tao hả, con quỷ? Thì sao? Từ đây sắp tới, có anh Hải chống lưng cho tôi rồi, tôi còn sợ gì chị nữa? Có đúng không anh? Đúng. Bà liêu hồn đó, còn ăn hiếp nhỏ Ngọc nữa hả? Tôi không tha cho bà đâu, rõ chưa? Dẹp ba cái trò ra qua lấy điểm đi. Con này chẳng qua chỉ là công cụ tình dục của ông thôi, đúng không? Không, là vợ sắp cưới của tôi. Vợ? Cưới hồi nào mà vợ? Vậy chứ bà tôi cưới hồi nào? Bà cũng bô bô cái miệng nói là vợ của tôi hả? Bà nói như vậy để bà giành vị trí này đúng không? À, thì ra ông nhắm nó để thay thế vị trí của tôi đúng không? Lâu lâu mà mới nói đúng một câu á. Còn nhiều rất quốc hết. Đi bà xã. Tụi bay, tụi bay theo ta thầy Hải lé. Dạ, em theo chị Diễm. Đứa nào mà không theo anh Hải thì đứng yên tại chỗ. À, ở đâu đâu à, cái gì vậy? Lộn chuồng. Quên. Đi tụi bay. Dạ. Mày hả mày? Hù cao à? À, anh Tính hả? Anh đang ở đâu vậy? Em cần gặp anh gấp. Hiện thị phần thành phố bên anh đã nắm gần hết. Giờ các chú chỉ lo phát triển các tỉnh cho anh thôi. Anh Tính đã nói vậy thì tụi em đâu dám không làm. Thật ra thì bên anh cũng không dành miếng ăn của mấy chú đâu. Vì vậy tổ chức chỉ nhờ mấy chú phân phối giùm ma túy đá thôi. Tuyệt đối không dính dáng đến bảo kê hay là cho dây nặng lãi. Anh cũng biết, dính vào ma túy tuy là dễ hút bạc nhưng cũng dễ đi tù. Do đó tụi em cũng ngại. Không sao, chỉ phân phối ít hàng thử nghiệm thôi. Nếu có ăn thì mình mới làm lớn. Hơn nữa bên tụi anh nè sẽ chiết khấu cho mấy chú thêm 40%. Quá hậu hĩnh rồi còn gì nữa. Đại ca, có chị Thuyên Diễm tới tìm. Thôi vậy đi, có gì mình liên lạc sau nghe. Dạ. Chào đại ca. Chào anh. Bằng nào vậy anh? À, tụi tỉnh lễ lên quy phục mà. Ngồi đi em. Anh biết em tới đây vì chuyện gì rồi đúng không? Chuyện hay lấy đó hả? Phải. Bây giờ hả? Hắn muốn đặt em xuống để đưa con Ngọc lên đó. Con Ngọc là con nào? Con Ngọc là cái con mà hôm trước dính líu tới cái chuyện của thằng Huy đó. À, cái vụ lụm xùm đó hả? Chà,
bộ con Ngọc là phù thủy hay sao? Mà hết thằng Huy rồi thằng Hải Lé đều bị ếm bùa hết. Anh phải xử lý giùm em vụ này đó, nếu không á em nuốt cái cục tức này không nổi đâu. Em cứ yên tâm, thằng Hải Lé vốn dĩ mê gái nên chỉ nhất thời xài con nhỏ kia thôi, chứ làm sao đẩy con nhỏ kia lên thế vị trí của em được. Tất nhiên là em không có lo chuyện đó rồi. Em á thì em quan tâm tới chuyện khác nữa. Chuyện gì? Anh á, anh hãy hạ bệ Hải Lé để cho em làm chủ nhân độc nhất của mảng nhà hàng karaoke nha. Mày có sao không? Buông ra. Tao không ngờ mày là một đứa vô ơn phản phúc như vậy. Ngọc biết bây giờ Ngọc có nói cái gì đi nữa mày cũng không thể nào tin Ngọc được hết á. Nhưng mà Ngọc có lý do để mà Ngọc làm những chuyện này. Mày im đi, mày đừng có lẻo lự nữa. Thả là đứa nào khác, cù thằng Hải, tao không tức. Tao điên, tao điên vì người đó chính là mày, người mà tao từng coi là chị em. Mày, một thời gian nữa rồi á, rồi mày sẽ hiểu cho Ngọc thôi. Không, cho dù động cơ của mày là gì, tao cũng không bao giờ chấp nhận và tha thứ được. Tao không ngờ mày lại thâm độc như vậy đó Ngọc. Không chỉ có tao mà còn anh Huy nữa. Có lẽ ảnh còn sốc hơn khi chứng kiến cảnh tượng hồi nãy đó. Mày khỏi tìm nữa, ảnh đứng ngoài cửa nhìn thấy hết rồi. Mày, anh Huy vì mày đó mà bị người ta trù dập. Bây giờ mày trả ơn cho ân nhân mày như vậy sao? Đúng là đồ đê tiện, mày đi chết đi. Anh Huy không thể nào, không thể nào như vậy được. Anh Huy, anh Huy. Anh Huy, em có chuyện muốn nói với anh. Thì em đang nói chuyện với anh mà. Chắc là anh trách em nhiều lắm đúng không? Thất vọng thì đúng hơn. Sao vậy? Tại sao em quay trở về đây? Tại sao em chấp nhận làm chuyện đó? Anh còn cả trăm câu hỏi muốn hỏi em nữa kìa. Nhưng có lẽ bây giờ anh không còn hứng thú để chờ nghe em trả lời nữa. Anh Huy, anh Huy hiểu cho em. Em không còn cách nào khác hết. Chỉ có cách đó em mới trả thù được con Diễm thôi. Sẽ làm anh đau lòng. Anh biết tình cảm của em dành cho anh ra sao mà. Chỉ
có điều là trong lúc này em cần phải sống lý trí hơn. Em hãy cứ sống theo cách của em muốn. Hải Lễ là một trong bốn tướng quyền lực, hơn nữa là kẻ đã đưa em lên vị trí ngày hôm nay. Nếu anh nghe lời em trút phế hắn thì giới giang hồ còn coi anh ra gì nữa. Hơn nữa có khả năng là hắn với đặc khu cùng nhau hợp sức quẩy tổ chức. Cái đó thì vô cùng nguy hiểm, em có biết không? Ai đó? Em đây. Vô lẹ đi. Ủa, anh không tắm hả? Lúc này anh không còn tâm trạng đâu nghĩ tới chuyện đó nữa. Em có chuyện gì thì nói nhanh đi. Bộ anh bị lộ rồi sao mà hoảng hốt quá vậy? Cũng gần như vậy. Anh không giỡn với em chứ? Mà em chút nữa anh đã bị vô trong rồi. Chuyện dài dòng lắm. Em chỉ cần biết là bây giờ anh sẽ án binh bất động. Nè, bên anh đang bị cấp trên soi rất kỹ, chỉ cần sơ sẩy một chút xíu là tiêu đời liền. Trời, nguy hiểm vậy hả anh? Anh tính là biết chuyện này chưa? Tình hình bây giờ đang rất căng thẳng, anh không muốn liên lạc với tên cùi nữa. Vậy sao anh lại chấp nhận gặp em? Vì em không phải là tên cùi. Hoạn nạn thì hoạn nạn, chứ bản chất đàn ông á thì luôn vậy mà. Em đừng có tưởng bở. Có thể là sẽ lâu lắm anh mới gặp lại em. Vì sao thì em hiểu rồi. Ok, vậy anh giúp em lần cuối nha. Chuyện gì? Em và Hải Lé đang xung đột rất là dữ dội. Hắn muốn hất em ra khỏi tổ chức, em cũng vậy á, nhưng mà không có thể hòa giải được. Một núi không thể có hai hổ, vì vậy á em mới nhờ tới tính cùi giải quyết giùm. Nhưng mà hắn á, hắn không có chịu về phía em. Vì vậy em muốn nhờ anh gây áp lực cho tính cùi phải không? Phải, vì bây giờ em chỉ còn anh là chỗ dựa duy nhất thôi. Nếu là trước đây thì có thể được, còn bây giờ thì anh phải lo giữ cái mạng của mình trước đã. Cả anh cũng từ chối em hả? Em nên nhớ, mọi quyết định sai lầm vào lúc này đều phải trả giá bằng cả cuộc đời. Trước khi vì em hay bất cứ ai, anh phải vì cái mạng của mình trước đã. Hãy hiểu cho anh. Chỉ có một câu nói thôi, có gì mà khó đâu. Một tiếng nói không có gì khó, nhưng xung quanh tiếng nói đó đang có hàng chục con mắt, hàng trăm đôi tay đang ngóng ra để theo dõi, nghe ngóng bất cứ động thái nào của anh và tính cùi. Chỉ như vậy cũng làm anh chết rồi.
Nè, nè, thông cảm cho anh nghe. Tức chết đi được. Trung quý đang thất tình hay sao mà mặt mày sững ra vậy? Dạ không có, chắc mấy bữa nay con mất ngủ cho nên hơi mệt. Con đừng qua mặt chú, con đang bị tác động một chuyện tình cảm trai gái đúng không? Dạ, nhưng bây giờ đó là quá khứ rồi chú. Cảnh sát cũng là con người chứ có phải thần thánh gì đâu mà vô cảm khô cứng như đá được. Nhưng chú muốn nhắc nhở con, con đang thực thi một sứ mệnh vô cùng quan trọng và cũng vô cùng nguy hiểm. Do đó con hãy tạm thời gác chuyện tình cảm ra khỏi đầu, tập trung vào nhiệm vụ. Dạ con hiểu rồi, con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu chú. Ừ, chú muốn con báo cáo chuyện quan trọng nhất. Dạ, con đã một sở thị được dung nhan của ông lão, đương nhiên là không phải tại hang ổ của anh. Rồi sao nữa? Chi tiết là cái đồng hồ của con có chế độ chụp hình lại bị đám đàn em của ổng lột ra. Con cũng đã rà lại danh sách tội phạm của bên mình thì không thấy tên nào giống hắn. Con đã đối chiếu với tên em út của đại năng Si chưa? Dạ con đã đối chiếu rồi, nhưng giữa hai tên này không có nét nào tương đồng cả, mặc dù cả hai tên cách nhau cả chục tuổi. Vậy ra hắn tạo nên một lý lịch hoành tráng như vậy là nhờ giữa hơi người khác sao? Ra tên này là ai? Chú à, chuyện này không quan trọng. Bà chị cô đã phát hiện ra bọn chúng đang nhúng tay vào việc buôn bán ma túy đá. Thì ra là vậy, nên sau này chú liên tục nhận được các báo cáo nói rằng đang có một nguồn cung cấp ma túy đá mới nổi, nhanh chóng chiếm lĩnh hết thị trường sau khi tiệp sẹo bị tiêu diệt. Dạ. Con có biết chúng lấy nguồn hàng từ đâu không? Dạ con cũng đang điều tra, nhưng mà không loại trừ khả năng đó là bọn chúng tự sản xuất. Vậy thì quá nguy hiểm, sẽ có biết bao nhiêu người phải điều đứng vì chúng. Dạ, về thông tin này con sẽ xác nhận lại rồi báo cáo cho chú sau. Ừ. À, ngoài ra tính cô còn một cuốn sổ ghi chép rất tỉ mỉ danh sách các chân rết phân phối mặt hàng này. Nếu như chúng ta có cuốn sổ này thì sẽ dễ dàng phục vụ công tác điều tra. Được, cứ vậy mà làm. Dạ. Mà còn nữa, ông lão đang muốn đầu tư vào bất động sản, vừa để rửa tiền vừa để rút dần ra những mảng đen đang bị theo dõi. Con được giao phụ trách chuyện này. Con nói sao? Hắn đang tính học theo các tập đoàn tội phạm quốc tế à? Anh ơi, làm ơn cho em hỏi nhà anh Tư ở đâu vậy? À, không biết. Anh tính hẹn anh nửa tiếng nữa chú cũ. Hỏi xíu làm gì ghê vậy? Che nhà mắc dịch. Đi mày. Chú á, đừng ở đây bị chém nhiều quá. Cố mang cái mạng về đây cho anh. Anh yên tâm. Coi, nghe anh,
Anh với anh Tư Nghĩa làm gì mà xúc động quá vậy? Thằng Coi nó sẽ hỗ trợ em. Coi nó như vậy á, nó nhanh lắm. Nếu có chuyện gì, nó cõng em dọc cho lẹ. Ok, anh hai nói câu này chính xác nè. Nhưng mà hy vọng á, tụi em bị chém nhẹ tay. Tụi nó háo thắng lắm. Chỉ cần tụi em gài hàng thành công, coi như lần này mình thắng lớn, tốn ít máu nhất. Hả? Em biết rồi. Thôi, em đi đây. Ừ. Chào anh em. Ừ. Thôi đi ha. Còn tụi bay á, ở nhà nhớ nha, chuẩn bị băng bông thuốc đỏ cho tao, kim chỉ luôn. Ok, có luôn đó anh Rồi, muốn hòm cũng có luôn. Chó, mày coi chừng tao á. Đại ca, mày nói gì vậy bà hả? Hả? Dạ đại ca, không suy nghĩ hết. À, anh Tư, lâu quá mới gặp. Ông có biết là biến đàn động mạnh không? Kêu tôi ra đây muốn chết hả? Chuyện gì vậy anh? Có cần bức xúc gì không? Anh Tu kiểu đó không tốt cho sức khỏe đâu. Cứ từ từ thủng thẳng uống đi. Có ai dí đâu mà sợ. Mấy bữa nay nè, điện cho anh hoài mà máy cứ báo bận, không liên lạc được. Em lo lắm, không biết là anh có gặp chuyện gì không nữa. Không phải là máy bận, mà tôi để tên anh vô danh sách chặn cuộc gọi đó. À, nếu vậy thì lỡ như em gọi cho anh nè, để tặng bà chị nhà viên kim cương 1 tỷ mà anh không nghe thì uổng chết. Bây giờ có 100 tỷ cũng không hàm nữa. Cách đây mấy bữa, mém một chút nữa là tôi đã bị lọt bài của tướng Trực rồi. Là sao anh? Thì ông chơi tương kế tự kế chứ sao. Ông biết là tôi nghe lén điện thoại, nên ông giả vờ ông hẹn cái thằng nội gián trong băng của ông ra, nên tôi liền bò theo để bắt bài của hắn. Ai dè mém chút nữa lọt bẫy rồi. Trời ơi, thế kìa, tất cả cũng tại ông hết á. Có một tên nổi gián mà giờ này vẫn không bắt được, làm tôi ăn không ngon ngủ không yên. Cái chuyện này á, ông lão cũng biết rồi. Ông nói anh đừng có quá bận tâm. Dù cho có đặt tình đi nữa thì hắn cũng chỉ là một tên cắt ké thôi, không thể nào biết danh phận của anh được. Nè, đừng có chủ quan. Cắt ké mà cỡ mấy thằng này á thì tôi cũng xong đó. Đây là lính ruột của em, không có chuyện phản thùng đâu. Nhưng em hứa, em sẽ lần ra tin này sớm thôi. Hứa, lúc nào cũng hứa. Em biết anh Tư đang bị ức chế, nên em đã xét cho anh được cái kèo chạy án. Vụ gì? Thì vụ để anh bắt thằng Quy lấy điểm, cho anh trở lại ban chuyên án chứ chuyện gì nữa. Được rồi, nó đâu? Tôi muốn gặp nó trước để dặn dò nó. Đây là lần đầu tiên anh gặp thằng lính ruột của em. Anh vô đi. Có gì anh dạy dỗ cho nó nha. Quy. Dạ, anh hai. Tới đây. Dạ. Chào anh Tư. Tôi thấy cậu hình như quen quen. Dạ. Hình như là gặp ở đâu rồi phải không? Dạ. Nếu em được gặp anh Tư trước đây thì vinh hạnh cho em quá. Thôi bỏ đi, cậu ngồi đi. Dạ. Bây giờ tôi có vài điều muốn dặn cậu. Dạ. Ra ngoài đi. Được rồi, anh Tư cứ nói đi. Cậu tên Quy phải không? Dạ. Tôi nghe là anh Tính nói cậu là người thông minh lanh lợi. Bây giờ cậu hãy nghe kỹ những lời tôi dặn đây. Dạ. Ở đây hả anh coi? Ờ. Vô.
quán đâu? Sao lại vậy? Sao làm gì vậy? Ở chủ quán đâu? Ra đây! Đứng đâu? Ông Vũ ơi! Ông Vũ! Ra đây! Tụi bây là đám nào mà dám tới đây quậy vậy? Quán này có ai bảo kê chưa? Hả? Có anh Tám rồi. Khôn ngồn, biến mau. Mười ta cũng quất luôn chứ đừng nói là Tám. Tám mà móc hả? Không phải, Tám mà quỷ. Quỷ ma gì móc gì tao cũng chơi hết đó. Nè, mày dẹp mấy cái thằng ở bên đó đi nha. Hôm nay tao tới đây để cảnh cáo mày lấy tiền báo kê đó. Một tháng 30 chai. Mày ghét chưa mày? Tụi mày có biết là đang đụng tới ai không? Mày không biết tụi tao là ai hả mày? Tụi mày là đám nào? Dám tới đây thế mạng hả? Thích thì lại thôi, không được sao? Có chuyện rồi anh Tám. Chuyện gì? Có một băng kéo tới quán nhậu của mình đòi bảo kê nhà hàng nên bị anh em dập cho te tua. Tụi nó hẹn một tiếng nữa gặp nhau ăn thua đủ. Mẹ nó, đây là cái đám nào mà láo quá vậy? Chắc là từ nơi khác dạt tới, nhìn mặt tụi nó lạ lắm. Cũng được, tụi mày sắp gia nhập vào băng tính cùi rồi đó, mình cũng nên lấy số má để cho tụi nó nể mình một chút chứ. Tụi bay theo tao. Dạ dạ dạ. Đi tụi bay. Vô đi. Báo cáo trung tá, có người đến báo sắp có một cuộc đụng độ lớn diễn ra giữa hai băng giang hồ. Chuyện hòa thiếu ta Hoàng quyết đi. Rõ. Dạ, nhưng một trong hai băng đó là băng của Tám Mặt Quỷ. Cái gì? Tám Mặt Quỷ? Dạ. Đại ca, tụi nó đâu hết rồi? Chưa thấy tâm hơi gì hết. Có khi nào tụi bay bị tụi nó lừa không? Chắc không có đâu, nhìn đám tụi này cũng dữ dằn lắm. Đại ca, em đau bụng quá. Đại ca, mày đi đâu đó? Em đi nha. Đó, mày đâu vậy? Mẹ mày. Chạy kìa, chạy đi, chạy đi. Đại ca, mua vũ khí xuống. Đâu thằng ngay lập tức. Thằng nào dám cày bẫy tao? Thằng nào? Trong đó chỉ có giấy lộn để nghi binh, còn số ma túy thiệt thì lính nó giữ. Chú chỉ cần nhớ kỹ lời anh Tư dặn là được. Vô. Dạ. Đi đi. Dạ. Dậm ngay nè anh Tư. Sao? Tấm mặt quỷ bị bắt rồi à? Tại sao? Được. Dạ em biết rồi. Anh Hai, chuyện gì vậy? Anh Tư nói Tám Mặt Quỷ bị thằng nào đó gài hàng. Công an thành phố đã bắt cả đám rồi. À, anh Tư nói có thể lấy vụ này làm công, kêu bỏ kế hoạch này đi. Tám Mặt Quỷ bị gài hàng, nhưng mà ai gài mới được? Tao biết ai rồi. Là một cái cho đã coi nào. Một hai ba. Vô. Ủa. Đại ca. À, xin lỗi đại ca. À, mấy đứa em nó mở tiệc
Mà thằng em này quên gọi điện cho đại ca. Thôi sẵn tới rồi thì mời vô, mời vô. Mời anh ngồi, mời mời. Mày chơi tám mặt quỷ đúng không? Còn ai vô đây nữa? Cái đó là độc kế. Đại ca, đại ca, có sao đại ca? Có chút nước. Tụi bay còn xuống hết. Thế là phán à? Nè ông kia, ông là ai? Mà vô đây đánh người vô cớ vậy hả? Còn mày là thằng nào mà dám lớn tiếng ở đây? Xin lỗi ông anh, ông anh không cần biết tôi là ai. Nhưng tôi nói cho anh nghe, anh đánh người như vậy, anh không yêu với tôi đâu. Mày chỉ là hãng tép riêng ở đây, mày không đáng nói chuyện với anh hai đâu. Mày nói gì? Nghĩa. Sao không vậy? Thôi bỏ đi. Ở đây là anh là chị không đó. Anh còn không mau kêu nó xin lỗi anh hai đi. Nó là thằng mới nhập hội, không biết trên dưới gì hết. Mong anh thông cảm cho. Nó không biết thì không có tội. Kẻ có tội lớn nhất ở đây chính là mày đó Đạt Hùng. Tôi biết, chưa xin phép tổ chức mà tôi đã úp sọt tụi thằng tám mặt quỷ rồi. Nhưng anh hiểu cho tôi, nếu để hắn gia nhập tổ chức thì trước sau gì cũng có cảnh huynh đệ tương tàn. Vậy sao hôm trước lúc diễn kiến ông lão, anh đã hứa là sẽ giảng hòa với tám mặt quỷ? Vậy là anh âm mưu lừa dối tổ chức à? Cái tội đó không á là đủ xử tử mày rồi. Bao nhiêu năm nay anh em tụi tôi cống hiến hết sức lực để cho tổ chức được bành trướng. Riêng cá nhân tôi chưa hề đòi hỏi quyền lợi gì hết. Hôm nay giải quyết xong vụ tám mặt quỷ, coi như lòng tôi thanh thản. Nếu tổ chức nể tình thì coi như là dĩ hòa vi quý cho chim xuồng vụ này. Còn nếu kỷ luật tôi, anh em tôi bỏ, chính thức ly khai khỏi tổ chức. Anh ai chơi chiêu này độc đó, giống như kiểu mấy đội đá banh khi mà bị kỷ luật dỡ bỏ giải là yên chuyện à. Thôi mày đang hù dọa tao với ông lão đó hả Đạt Hùng? Tôi không dám. Tôi chỉ mong anh trình bày lại cho ông lão thấu tình đạt lý, chứ đừng vì tư thù cá nhân mà lợi dụng việc đó để đâm sau lưng tôi. Tôi mà ra đi, anh thừa hiểu rồi đó, hậu quả không lường đâu. Coi bộ mày bị ảo tưởng về sự quan trọng quá của mày thì phải. Thôi được rồi, tao sẽ báo cáo khách quan với ông lão vụ này để ông quyết định số phận của mày. Má mày, không có ông lão cho mày dựa hơi thì tao xin tí quyết mày rồi. Ông lão, tình hình như vậy đó, anh tính sao thưa anh? Đạt Hùng, Đạt Hùng, em sẽ xử nó mức cao nhất để làm gương cho mấy đứa kia, anh thấy thế nào? Vậy cũng tốt. Dạ, em sẽ dụ Đạt Hùng lên dinh thự của em, tóm cổ nó, tước hết mọi quyền hành, tống xuống buồng giam, bỏ đói 3 ngày. Tôi có nói chú vậy đâu. Nhưng anh mới nói là tốt mà. Không phải, ý anh là diễn biến tới mức này cũng không phải là không có điều tích cực. Bứng được tám mặt quỷ thì coi như xóa sổ được kẻ thù cuối cùng mà không tốn một giọt máu nào, mà tổ chức cũng không bị mang tai tiếng. Vì ai cũng hiểu việc đó là do Đạt Hùng chủ ý làm. Nhưng nếu không kỷ luật đó sẽ tạo tiền lệ xấu cho xì sủi hai lá làm lỗ sau này. Ta phạt hắn 100 triệu. Chỉ có 100 triệu? Tức là 1 ngày kiếm chắc ở sòng bài của nó thôi à?
ta giơ cao đánh khẽ thôi. Nên nhớ là thực lực hiện nay của mình chưa có đủ để hoạt động độc lập, mà không có những tên đầu bò này đâu. Nhưng tôi không có ăn chặn của tổ chức đồng bạc nào đâu, anh khỏi phải kiểm tra. Cô đừng có hiểu lầm, kể từ ngày mai tôi nhận nhiệm vụ mới rồi, cho nên phải quyết toán đóng sổ sách để cho xong. Cái gì? Anh nói kể từ ngày mai anh không đến đây nữa hả? Cô vui lắm à? Tất nhiên rồi. Chắc tôi phải mua heo để ăn mừng quá. Yeah. Ê tụi bay. Dạ. Chở chị đi mua heo để ăn mừng coi. Dạ. Ok. Đi. Đi, đi, mà đi chị. Anh Quy. Có phải là anh sẽ không tới đây nữa đúng không? Phải. Anh không tới đây nữa. Không phải là vì em đâu. Em xin lỗi anh, nhưng mà em không còn cách nào khác hết. Coi chừng hãy lẽ thấy là em bệnh đó. Em không muốn mất anh đâu anh Quy. Nhưng mình có từng là gì của nhau đâu. Hãy nói cho em biết đi, em phải làm gì để không mất anh? Em nói thật, nếu con cũng sợ thì em phải chấp nhận theo anh. Nhưng mà nếu theo anh thì chuyện trả thù của em coi như là thất bại hoàn toàn. Ngọc, bây giờ em được tự do ra vào đúng không? Em hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Ngày mai đúng vào giờ này em đến bến xe lần trước. Anh có vài đề nghị dành cho em, nếu như em đồng ý đến. Đúng là mệt quá xa. Ủa, chú Huy, cô Ngọc. Dạ, anh làm tiếp đi. Chú mới đi đâu giờ vậy? Bà xã tôi ở nhà, lúc này bà đau ốm hoài. Tôi cũng thường hay tạt về nhà ăn chút để chăm sóc cho bà, cho bà uống thuốc vậy đó mà. À, chú Mười, nếu vậy tối nay xong việc á, chú dắt tôi qua nhà đi, tôi mua ít quà tặng cho cô. Trời ơi, người quyền quy như cậu á mà đến cái xó xỉnh như của tôi, lỡ ông chủ bà chủ mà biết được á thì chắc đuổi tôi đi chơi à. Cậu Quy à, cậu có lòng á thì lão cảm ơn lắm rồi. Vậy thôi, vậy để chút nữa tôi gửi chút quà cho cô cũng được. Dạ, dạ cảm ơn cậu Quy. Em nghe anh hai. Tại sao? Chuyện có đặt cùng mà ông lão chỉ xử qua loa vậy thôi à? Ông lão đang nghĩ gì không biết nữa. Ủa, mình đi đâu anh? Đi rồi chú sẽ biết. Dạ. Em không tin là ông lão dễ dàng bỏ qua cho đặc hùng như vậy. Qua nhiều chuyện, mình có thể suy ra cái lão già này chỉ là một tay cơ hội chết nhát. Lão chẳng có phẩm chất gì của một thủ lĩnh, chẳng qua chỉ là một ăn mày dĩ vãng. Anh hai tin em đi, sau chuyện này tổ chức không loạn mới là lạ. Sao anh cười?
Chú Quy nè, chú có tin là cờ đã đến tay mình rồi không? Em không hiểu. Mình sẽ lợi dụng vụ này làm mất uy tín của ông lão và giết luôn Đặc Khung. Bởi ngày nào hắn còn sống nhăn răng thì mộng bá dương của anh sẽ còn bị cản trở. Nhưng mà bằng cách nào? Anh Tư là một công cụ hữu hiệu. Anh sẽ giờ truyền lệnh của ông lão là muốn thủ tiêu Đặc Khung để làm gương. Tất nhiên anh Tư sẽ chẳng nghi ngờ gì mà còn mừng nữa. Tại sao anh Tư lại mừng? Vì anh Tư đang thụ lý vụ án này. Nếu lập được công, anh Tư sẽ được trở lại ban chuyên án của tướng Trực. Còn đám lính của thằng Đặc Khung mà biết ông lão thịt đại ca của mình thì căm thù thấu xương. Nó sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa đến hai lá dài sừng sủi. Bọn chúng bị rung động, không biết đến bao giờ mình chung số phận với Đặc Khung. Tôi nghĩ, nè chú em, với một nội bộ vừa chia rẽ vừa đấu tranh như vậy thì thời điểm mình ngồi lên nắm quyền lực là điều tất yếu phải tới. Nhưng mà sau khi bận tay anh Tư giết Đặc Khung thì anh sẽ giải thích như thế nào với ông lão? Vì ông lão và anh Tư chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể gặp nhau, cho nên mình bán cái tội lỗi của người này qua cho người kia, đủ ai biết được. Có tức cách mấy thì ông lão cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Vì anh Tư là lá bùa hộ mệnh của lão, làm sao mà lão dám dứt bỏ. Em hiểu rồi. Em không ngờ là anh giỏi tới vậy đó. Chú không biết à, nói về gian, về ác, ông lão chưa chắc gì bằng anh đâu. Chẳng qua tại anh của chú chưa gặp thời thôi. Không có ma nào theo đâu mà anh sợ. Dạ, chào anh. Biết nhau rồi, nghi ngại gì nữa? Có chuyện gì à, nói lẹ lên, tôi còn phải đi họp nữa. Ừ. Ông lão rất tức giận, dù đã không dám cãi lệnh, tự ý gài bẫy tám mặt quỷ. Ồ, vậy thì ra hắn tự ý, tôi hiểu rồi. Dù sao, hắn vẫn còn nở máu tên kia mà. Ông lão đã lên kế hoạch chiêu mộ tám mặt quỷ vào tổ chức nhằm thống nhất dân hồ Sài Gòn. Nhưng mà không ngờ bị nó chơi một cú quá hớp, khiến mọi kế hoạch đổ vỡ. Nhưng trong cái xui có cái may, do vậy mà thằng em này không phải diễn cái tuồng ma túy đá nữa. Anh chưa hiểu hết sự nguy hiểm của vấn đề đâu. Việc Đặc Khung bất tuân thượng lệnh sẽ tạo tiền lệ xấu vô cùng với tổ chức. Những tên còn lại như hay lé sừng sủi qua chuyện này nè, có thể nổi loạn một ngày nào đó không xa. Nếu không thanh trừng thủ phạm để làm gương, cảnh cáo. Ông lão muốn thanh trừng theo kiểu nào? Một kiểu rất cổ điển, nhưng tất nhiên cũng phải cần bàn tay nhúng chàm của anh xen vào thì mới mong thành công được.